Đảng ủy quân sự thành phố Tam Điệp vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Đảng ủy quân sự thành phố Tam Điệp đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác quốc phòng quân sự địa phương. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền, giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Năm 2021, Đảng ủy quân sự thành phố xác định mục tiêu làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn sẵn sàng tham gia phòng chống cháy nổ, cháy rừng và phòng chống bão lụt, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến thực sự về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.